Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình với cái chuyên mục địa điểm ăn uống ở Sài Gòn. Ở đây là đường Phan Văn Trị, quận 5. Ở đây có cái quán không tên nhưng mà rất là lâu năm rồi. Chắc có lẽ anh chị ở khu vực quận 5 này sẽ biết ha. Đây là địa chỉ 477 Phan Văn Trị, quận 5. Ở đây bán hủ tiếu, rồi bò kho, rồi hoành thánh, rồi mì. Ở đây rất là đông. Bò kho đây rất là ngon, mà số lượng có hạn nên mình đến trễ thì sẽ không có. Bây giờ là hơn 8 giờ, 8 giờ sáng mà là gần hết rồi. À, hàng tới. Ô, chưa tới. Em ơi, dạy chị cái bàn luôn em ơi. Bạn này nay lại ăn. Lại tiếp tục cái chương trình ăn uống. Người ta có con tô thôi. Bạn này thêm tô xíu quách nữa. Ý, con gì? Con gà hả? Thời đâu có con gà giữa giữa Sài Gòn đô hội này vậy. Tính tiền đi, ghê qua đây tính tiền luôn. Gà mái hả? Gà đang đẻ gì kìa. Đây mình nhìn tới xíu là đường Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa chuyên bán món quay, vịt quay, heo quay, gà quay, bồ câu quay. Bắt đầu chúng ta đợi chút xíu nha. Thì lúc trước không có ngồi bên đây, lúc trước ngồi trong nhà không à. Bữa nay có bên đây ngồi nữa mát. Mì hoành của anh phải không? Dạ đúng rồi. Em sườn nó hết rồi phải không? Nhìn hấp dẫn. Đây là của cô Lị. Tô xíu quách, chén xíu quách và mì hoành. Đây thì chanh ớt. Ở đây thì không có dĩa rau giống như là hủ tiếu Nam Vang ha. Đó, mình đi đây cũng rất là dễ tìm. Mình đi Trần Hưng Đạo quẹo vô Lê Hồng Phong hoặc là Bùi Hữu Nghĩa. Rồi nằm ở đoạn giữa. Này là Quỳnh Thánh nè. Em ăn cục Quỳnh Thánh này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cục. Một tô là 6 cục, tô nhỏ thôi. Cải ngon. Lâu lâu mình đi một địa điểm mới để chia sẻ cho cô chú anh chị khi mà có dịp về Sài Gòn để mình có thể ghé thưởng thức. 477 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5. Phan Văn Trị khúc chợ Hòa Bình nha anh chị. Đừng lộn Phan Văn Trị hủ tiếu Hòa. Ủa gì hả? Cái này là thẳng xuống hủ tiếu Hòa luôn. Không phải đó. Thì bị cắt ngang bởi nhà thờ. Ngon. Tóc mỡ rồi. Kêu chị đó mình lấy miếng tóc mỡ. Thôi hình như kêu chén tóc mỡ. Thấy bên kia rất là đông. Chị cho miếng tóc mỡ nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Đó.
cái khu Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Trị này á luôn tấp nập bởi những hàng quán ăn uống rất là thú vị luôn. Cái này là hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì hoành. Nó gọi là ba màu. Để chiêm ngưỡng cục siêu quách nè. Cục thịt. Có thịt, có gân, có sụn. Ướt gì được cắn một cái. Cắn đi, ướt gì. Bàn đó. Tiền cho anh cắn. Đây. Gắp miếng rồi. Miếng thịt thôi. Gỡ vốn rồi chút đỉnh. Thịt người ta hầm mới còn ngon. Rất là mềm. Dạ, cảm ơn chị. Cho miếng giấm. Giấm rồi. Nướng tương. À. Rồi. Nhờ cô chú anh chị chỉ mẹo mà giờ mình biết được đỏ là giấm. Xanh là nước tương. Bởi chú nói là người Hoa hay ăn giấm đỏ thì giấm đỏ là giấm có cái màu đỏ. Nên cái nắp nó màu đỏ. Bữa nào ở đây sớm thử bọn con. Bữa nào chỉ có chủ nhật thôi. Để đó mà. Nó thử ra giống là muốn ăn hả? Chú quất ăn á. Một xíu quá giống như là người ta tìm nó luôn á. Tìm mới nhớ. Vịt gì? Vịt tìm thuốc bắc cái gì? Gà tìm thuốc bắc. Thịt mình xé ra, mình vẽ ra luôn. Giống như là vịt, thịt kho tàu vậy đó. Để miếng ớt vô cho nó đẹp. Ớt lượng tóc quá. Không có ăn. Nhìn cái tô nhỏ, nhìn cái tô ớt rồi. Giờ mình thử cục hoành thánh nha. Rồi, mời cô chú anh chị cùng thưởng thức. Cái hoành thánh rất là ngon. Trong là thịt. Mình nhớ không có tôm. Mà tôm là sủi cảo ha. Mua tô đâu vậy? À, giống mua tô đằng kia. Cái nước lèo rất là ngọt. Ngọt mà ngọt xương nha. Chứ không phải là ngọt nước đường, nước lèo, nước bột ngọt. Cảm giác rất là thanh. Chút xíu nữa cho em để cái địa chỉ nằm ở dưới cái phần mô tả ha. Để các anh chị có thể tham khảo. Cái bánh bánh hoành thánh rất là mềm, ngon. Cái chỗ này biết là nhờ chị Sa. Có. Có đi chợ à, bệnh không? Hay là về cho tôi đợi đi bác sĩ. Thôi về đi bác sĩ đi chờ bệnh. Sư đệ bạn động biết qua cái gì mà hôm nay sưng sưng mắt. Nên hôm nay phải bác sĩ nữa.
Nói ngày gặp bác sĩ quá. Em ly trà đá. Buồn ghê. Ủa hồi mua gì vậy ăn không? Hả? Hồi mua cho đồng ăn không? Trưa để dành trưa ăn. Mua mì nè. Hay này má nấu món không hợp. Con món của ăn. Mì hay hoành thánh? Hoành thánh đi. Thôi nó không ăn hoành thánh thôi. Mẹ như vậy nhà má nấu không ăn mì đi. Ủa, hơn 5 cục á. 7 8 cục á. Ừ. Chứ không phải 5 cục đâu. Sao cảm giác sao? Hả? Quay phải nói cứ. Cảm giác sao? Cái con nó nhỏ. Mà ăn xong quá trời nãy giờ chưa hết. À. Thôi em tưởng tô này em ăn không đủ chứ đừng cho thêm mà nãy giờ kèo hoài mà con mắt bự cái bụng vì nãy giờ mới hết hủ tiếu với mì còn hoành thánh chưa kèo phải à. Bởi trên mạng hay nói có cái gì có cái kết rồi đừng xem thường người khác gì đó. Bởi... cái kết à, nhìn tôi nhỏ nhưng mà cái kết cái gì cũng cái kết không hiểu sao cái kết là cái gì nữa. Sao mà anh lấy tiêu đề anh tôi hoành thánh và cái kết bởi cái tôi thấy nhỏ nhưng mà không phải nhỏ. Nhưng mà nó có độ cao. Nãy nè tôi tưởng đồ bưng ra rồi mà từ đâu chú ơi trà đá ở đây luôn mà nãy tưởng đồ 5 cục nhưng mà à, nãy giờ mình thấy hơn 5 cục à, không biết ở đây lâu rồi không ăn không biết giá bao nhiêu. Hồi xưa là 35.000 tô nhưng mà không biết bây giờ là bao nhiêu. Chú này ở đây có lẽ lâu năm rồi. Chú Liễu Gia nè. Lũ Gia. Nên chút xíu nữa hỏi thử chú có biết cái nhà mà làm kem đánh răng hồi xưa ở đường Bùi Hữu Nghĩa không biết là nhà nào, có lẽ là nhà bán xôi lá chuối 10.000 hết ta. Nhà bán xôi lá chuối ngay chỗ góc Trần Hưng Đạo và Bùi Hữu Nghĩa để lại đó quay gửi đến cô chú anh chị những kỷ niệm ngày xưa về cái một thời kem đánh răng chú Bảy Trà. Ở đây chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. Hy vọng sẽ bổ sung thêm một địa điểm ăn uống để bà con mình đến Sài Gòn và thưởng thức thử 477 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, quán không tên. Nằm ở đoạn giữa Bùi Hữu Nghĩa và Huỳnh Mẫn Đạt trên đường Phan Văn Trị. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Còn một cục cuối cùng. Giờ cái kết. Cái kết là no. À là trà đá thôi. Đừng xem thường tô nhỏ nha. Nó ngon nở mà. Ngon nở mình không nở tiếc bỏ nước lèo này luôn á.
Giờ mình coi này ăn cái chén xíu quách. Coi thôi. Chuẩn bị ghê không? Thì ăn người ta phải đầy đủ. Nước tương rồi nè. Chứ ăn không đó bạn. Chuyên nghiệp quá. Lấy luôn đi chị. Tương rồi giấm này nọ. Chắc ớt lấy bên kia qua. Chắc ớt lấy bên tô đó qua. Thôi khỏi hả? Khỏi hả? Đầu tiên anh sẽ mở chút. Wow. Wow, một cục. Một cục ly bít. Cái cục đó là cái bụng nó căng ra rồi đó. Mở nó mềm đó. Không có ngán. Không ngán hả? Chương tô nữa ha. Xương ống thì được. Xương ống thì được. Thôi hết rồi. Giờ này cũng trưa hết. Ba xương ống đồ là giờ này không còn đâu. Wow. Hấp dẫn chưa? Ngon. Phần nào nãy giờ anh lấy hết của em còn gì ở đâu? Xương không à? Mới dính cái chút xíu à. Rồi giờ đã. Mày đông quá, thông cảm đi. Chút về nhà uống cũng được. Wow. Wow. Cục này ai có răng răng khỏe ăn cục này ngon lắm nè. Sao đắng. Hết rồi, bên trong nó là xương rồi. Cục gân. Gân nó bụng đó. Ăn hết cục đó nó kêu tô xíu ăn nữa. Nè hết rồi đó anh kêu đồ hiếu ách nữa. Xương nè, gân đâu mà gân. Nè nhìn kỹ đi xương nè. À, hết ruột này tốn tiền, tốn tiền trồng răng nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Nãy giờ hai lần rồi đó, thiệt tình luôn chứ. Con đường này có cái hàng cây nữa là mát nè. Cây này có trái mà với cây gì nữa. Chứ không phải cây dầu không?